Thưa quý vị, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã tiến hành xén giải phân cách một số khu vực tuyến đường với mục đích là ngăn ngừa tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Việc cắt xén giải phân cách có làm giảm ách tắc giao thông hay không, hay chỉ mang tính tạm thời? Và sau đây là ghi nhận của VTC14. Ngã tư Sở vào giờ cao điểm sau khi xén vỉa hè. Hình ảnh hiếm hoi không tắc đường. Người dân vui mừng vì không còn thấy cảnh tắc đường như trước nữa. Cái ngã tư này từ xưa đến nay đều gọi là ngã tư khổ. Nhưng quả thật tôi thấy là trong nửa tuần vừa qua tôi thấy ngã tư này không khổ. Bởi vì thực ra các đồng chí công an và các đồng chí giao thông đã giải quyết cái conflict, tức là cái xung đột giao thông ở đây rất là tốt. Ngoài ngã tư Sở thì tuyến đường Trần Hữu Dực và đường Trịnh Văn Bô cũng được xén giải phân cách để giảm ách tắc giao thông. Anh Lâm là công nhân vệ sinh môi trường tại tuyến đường Trịnh Văn Bô nhiều năm nay, cảm thấy vô cùng phấn khởi khi tuyến đường mới giúp anh thuận tiện hơn trong việc dọn vệ sinh đường. Trước là có giải phân cách, đây là rất đông, bên xe máy này rất đông, tầm 7 rưỡi là dân tình cho con đi học và đi làm đông kín luôn. Thế thì giờ thấy xén một cái giải phân cách kia nó thoáng đường hơn. Đường Trịnh Văn Bô có mặt cắt ngang đường rộng 50m, gồm 8 làn xe chạy, ngăn cách làn ô tô và xe máy bằng giải phân cách cứng. Sau khi xén giải phân cách này, phần làn đường cho phương tiện lưu thông rộng và thông thoáng hơn. Thì tôi cảm thấy nó rất là tốt vì lưu lượng giao thông rất là đông. Thì cắt xén như này thì sẽ giúp cho phương tiện đi lại thông thoáng hơn. Buổi sáng sớm ở đây thường là xảy ra ách tắc, nhưng mà từ khi mà thấy mở rộng ra, cắt bỏ cái giải phân cách giữa hai làn này là thấy cái lưu lượng tham gia lưu thông rất là tốt và cái lượng phương tiện họ di chuyển qua được cái ngã tư này rất là nhanh. Cái này là chúng tôi rất ủng hộ. Trong 20 năm vừa qua ấy, thì chúng ta xén rất là nhiều giải phân cách nhưng mà tình trạng giao thông cũng không thay đổi. Bao giờ nó có một cái hiệu ứng tức thời, tức là ngay sau khi xén giải phân cách thì là có thể cải thiện được, nhưng mà rất ngắn hạn. Bởi vì khi mà con đường được cải thiện thì nó lại thu hút được rất nhiều phương tiện, nhiều hơn phương tiện hơn rất nhiều so với việc mà mở cải thiện hạ tầng. Do vậy là chúng ta hãy chờ và hãy xem cái việc mà xén giải phân cách có thể đỡ được cái ách tắc giao thông được bao nhiêu hôm. Và nếu như là có một thời gian quá ngắn hạn thì có lẽ chúng ta phải tính lại là không nên làm một cái việc làm sai lầm. Trong bối cảnh lượng phương tiện tăng cao, nhiều tuyến đường nội đô đang bị quá tải thì cần nghiên cứu việc tổ chức, quy hoạch hạ tầng để đảm bảo tối ưu cho lưu thông. Tuy nhiên, giải phân cách và vỉa hè là những hạng mục hình thành lên một tuyến đường, nên cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa để việc ách tắc giao thông được giảm bớt.